Mười Tường từng thao túng hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam và bị kết án tù do vận chuyển hàng lậu lên thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ra tù, bà trùm này vẫn ngựa quen đường cũ và còn mở rộng quy mô kinh doanh bất chính. Và bà trùm hiển nhiên không thể một tay che trời. Cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh An Giang và hai thuộc cấp bị cáo buộc bao che giúp bà Mười Tường thoát tội. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu BC03, Công an tỉnh An Giang với các bị cáo gồm Hồ Giang Tấn, cựu trưởng phòng BC03, Lê Tấn Tài, cựu phó trưởng phòng và Nguyễn Minh Trí, cựu điều tra viên. Theo cáo trạng, Tấn, Trí và Tài là lãnh đạo điều tra viên được giao nhiệm vụ phục hồi điều tra vụ án buôn lậu xảy ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang với các bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền. Trong hồ sơ có nhiều chứng cứ tài liệu phản ánh đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, Nguyễn Hoàng Úc và có liên quan đến nhiều đối tượng khác. Nhưng vì động cơ cá nhân, vụ lợi và sợ ảnh hưởng đến vị trí công tác của bản thân, Tấn, Trí, Tài chủ động né tránh, cố ý không thực hiện đầy đủ các hoạt động tố tụng theo quy định. Theo cáo trạng, hành vi này dẫn đến kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can Phương, Tới, Miền không đúng bản chất hành vi phạm tội, bỏ lọt hành vi phạm tội của bà trùm Mười Tường và đồng phạm. Vụ án sau đó điều tra lại và công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường cùng 6 đồng phạm về tội buôn lậu. Đầu năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Mười Tường 14 năm tù, 6 đồng phạm còn lại từ 7 tới 13 năm tù.